Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Lui. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn cái cách tạo một cái hiệu ứng đổ bóng này nè. Đó, cho tấm ảnh của mình khi mình post lên trên Facebook á, thì mình sẽ cảm giác như là cái tấm ảnh này nó nổi khối 3D lên, nó nổi như mình đặt cái tấm ảnh nổi lên trên cái nền Facebook vậy đó. Nó không phải là cái hiệu ứng 3D mà các điện thoại nó hay làm, bạn rê qua rê lại con chuột mà nó nghiêng nghiêng tấm ảnh nha. Cái này giống như là một cái tấm ảnh bằng đặt lên mà nó nổi khối lên trên cái nền Facebook của bạn vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái thủ thuật làm cái hiệu ứng này đến với các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành vô Photoshop nhé. Thì ở đây mình sẽ mượn cái tóc sen, cái tóc chụp sen của bạn Quân Nguyễn ha. Mình đã blend và retouch rồi, hậu kỳ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái hiệu ứng cho cái tấm ảnh này. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nhân đôi cái lớp layer background này lên. Nhân đôi lên nhé. Rồi cái lớp bên dưới, cái lớp layer bên dưới á, thì mình sẽ tô màu đen cho nó, tô màu đen cho nó. Thì các bạn thấy hai màu ở đây nè, nếu các bạn muốn trở về lại cái mặc định là màu đen và màu trắng á, thì bạn nhấn phím D ha, nhấn phím D sẽ trở lại bình thường. Rồi giờ các bạn muốn tô cái màu đen cho cái lớp layer phía bên dưới thì có hai cách thôi. Một á, là bạn shift F5, bạn chọn fill ở đây nè, bạn chọn black, bạn bôi cho nó cũng là màu đen ha. Còn đây là phím tắt thì bạn có thể cái màu phía bên trên nè, cái màu đen là màu phía bên trên, bạn muốn bôi cái màu bên trên vô cái layer này, đổ màu vô cho nó, thì bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl và nhấn nút đeo. À mình nhầm, Ctrl là cho cái lớp layer bên dưới, mình nhầm nhé, Alt+Tab đeo nhé, phím Alt+Tab đeo, đó. Đó, vậy là cuối cùng cái lớp bên dưới này đã là màu đen rồi nha. Rồi, thì bây giờ kế tiếp mình sẽ nhấn vào cái biểu tượng crop nè, crop ảnh, mình sẽ mở rộng tấm ảnh ra. Bạn mở rộng tấm ảnh về hai biên bên dưới này nè. Bạn để ý nha, tấm ảnh của mình mà muốn đổ, muốn nổi khối một cách gọi là hợp lý và sinh động á, là bạn nhớ để ý nè, nó nổi khối về một hướng, nó đổ bóng về một hướng nha, chứ không phải là đổ bóng đều về bốn hướng, đổ về một hướng thôi. Bây giờ mình đang chọn cái hướng là xéo hướng dưới và bên tay phải. Ok, mình bắt đầu. Thì giờ bạn sẽ mở rộng tấm ảnh này ra, về bên phải, về xuống dưới, mức độ vừa phải thôi, đừng mở rộng nhiều quá. Mà không sao, cái này bạn cứ làm đi rồi lát nữa bạn có thể crop ngược lại trở lại được mà. Ok. Rồi, bây giờ bạn sẽ di chuyển cái lớp layer này chết xuống góc dưới ha. Bạn nhấn là Ctrl T để di chuyển, phím tắt Ctrl T nè. Đó. Rồi bây giờ bạn cứ nắm nó di chuyển nó thôi. Đó, di chuyển ở một cái vị trí nào đó mà bạn thấy phù hợp. Có thể là xéo xuống đây cũng được hay xéo đây cũng được. Mình thì giờ mình thích nó cân bằng thì thôi mình cho nó xéo đều vậy đi. Ok, nhấn ok. Rồi. Bây giờ muốn tạo cho cái hiệu ứng độ bóng mà nhìn nó đẹp và thực tế nó giống á, thì bạn chọn vô filter, chọn vô cái lớp layer màu đen bên dưới nha, vô filter blur, Gaussian blur. Thì ở đây á, mình cảm thấy cái bạn có thể chọn cái radius này nè, cái mức độ bao nhiêu mà bạn cho cảm thấy cái độ bóng này cho nó phù hợp. Thì riêng mình thì mình cảm thấy ở mức độ 20 là mình cảm thấy nó hợp lý, 20 nha. Đó, thì bạn đã thấy rồi đó, bắt đầu nó có hiện tượng độ bóng rồi. Nhưng mà như vậy thì nó vẫn chưa có thật. Tại thứ nhất là cái bóng này nó quá đen. Cái bóng này nó quá đen, nó đang 100%. Bây giờ bạn có thể giảm cái opacity này xuống sao cho cái màu bóng á, nó phải màu xám xám một tí thì nhìn nó mới chân thật một chút. Còn này nó đen thù lùi à, nhìn nó rất là kỳ, nó hơi giả. Thì ở đây mình có thể giảm cái opacity xuống khoảng tầm 70. Đó. Rồi 70 thì mình cảm thấy nó tương đối ok, hợp lý rồi đó. Tuy nhiên nó sẽ xảy ra tình trạng như thế này. Do cái lớp layer màu đen này có 70, nghĩa là cái độ hiển thị opacity của nó 70% thôi, nên nó hiển thị luôn những là bạn có thể nhìn thấy cái lớp layer rỗng bên dưới nè, nhìn nó rất là kỳ, nó không có thật ha. Thì bây giờ cái cách đơn giản xử lý đơn giản nhất là bạn tạo một cái lớp layer mới, bạn nhấn Ctrl Shift N ha, phím tắt của nó đó. Rồi ok nó.
Rồi bạn cho cái lớp layer mới này nè cho xuống dưới cùng. Rồi bây giờ bạn tô cho nó là màu trắng, thì bạn nhấn phím tắt như hồi nãy vậy, Control Del, nó màu trắng. Rồi bây giờ thì bạn đã thấy cái hiệu ứng, nó cảm thấy nó ok hơn rồi đó, nó rất là chân thật ha. Tại vì nếu bạn không có cái lớp layer màu trắng bên dưới nè, bạn nhìn thấy nó rất là kỳ. Bây giờ có lớp layer màu trắng bên dưới, nhìn thấy nó hợp lý hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình share tấm ảnh này lại, mình share lại nha. Demo một, mình chọn JPEG đi cho nó nhẹ, mình demo thôi. Ok rồi bây giờ mình sẽ post cái tấm ảnh này lên trên Facebook cho các bạn nhìn thấy ha. Tấm ảnh này nè, đó mới tạo tấm ảnh gốc nè, hình mới tạo nè. Rồi mình sẽ up lên cho Facebook cho các bạn thử xem nha, cái hiệu ứng của nó nha. Đây ok, đây các bạn thấy chưa, cái hiệu ứng cái tấm ảnh của mình nó sẽ nổi khối lên, nhìn rất là đẹp và rất là tự nhiên, một cái hiệu ứng như là 3D nổi khối vậy đó. Thì đây là toàn bộ cái nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share để ủng hộ tinh thần cho mình. Các bạn cũng đừng quên là subscribe và nhấn cái nút chuông nhỏ kế bên, để nếu mà mình có ra những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Các bạn muốn mình làm video về cái chủ đề nào thì các bạn có thể comment xuống bên dưới phần bình luận cho mình biết nha. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.